Cho nó mình mày thấy mày đã đây. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một server nhiều mini game là Broken Land. Và chúng ta sẽ bắt đầu chơi server đây. Khi ấn vào, mình đăng nhập lần rồi, mình đăng ký đăng nhập lần rồi nên giờ không còn đăng ký đăng nhập lại nữa. Vào là nó tự đăng ký. Đây. Lại có điều nữa, mình chính là YouTube trong server này. Bây giờ chúng ta sẽ chơi. Để mình chỉnh tay lại nào. Rồi chúng ta sẽ chơi Skyward. Mình có làm một lần rồi nhưng mà mình chưa làm kỹ. Mình chỉ làm Skyward thôi, giờ mình sẽ chơi hết các mini game luôn. Thời gian của hạn, mình sẽ chơi vài cái hay thôi. Vào đây, chạy đứng ở đây và chờ xíu, đủ 12 người vào là được. Bắt cua, chỉnh bắt cua, chỉnh bắt cua. Ôi rớt rồi, cua đây mình đi xa lắm nhưng không có thời gian đâu. Đó lại rớt. 15 giây đầu vào, 10, 9, 8. Để đây dễ hơn. Có gì EB server mình sẽ để ở phần mô tả. Đấy, mới vào được 3 món. Ta sẽ lấy đồ. Chưa có gì hot. Ôi da không bựa vẫn vờ là có lẽ là con nhà mình. Mình đi lên. Đồ gót cũng sai rồi. Không biết đánh lén là chơi được hết. What the fuck, nó cũng nguyên bộ đồ kim cương luôn. Đấy, mình đi lén được. Đừng nhìn thấy tao, tao cũng không có tao đây đâu. Mày đừng nhìn thấy tao. Tao chết đi con đĩ. Hay lắm. Chết rồi. Sao nó có nhiều đồ. Ồ, mình có kim đá rồi. Kim đá cân tất. Ôi mở rừng làm gì. Kim đã cần tất. Sao mình lại cháy ta? Kệ, đó, kim đã cần tất. Ôi, có một thằng nữa. Rồi, rớt luôn. Sao mày không nháy? The fuck. Rồi, mình sẽ chơi lại. Chơi hai màn này thôi. Đây màn cuối, các bạn. Thấy các bạn kích click vào play again là các bạn sẽ được vào phòng mới. Mình chưa đã thằng ngu người mà mình vẫn làm. Các bạn nào làm YouTube thì các bạn ở ngoài lobby server các bạn ghi xem YouTube bắt các bạn ghi email của các bạn vào và các bạn ghi tên channel là các bạn sẽ là được làm YouTuber. Có vậy thôi. Ui, trình của mình quá cao, mình không thể qua được. Nó được đồ kim cương chưa vào được đồ kim cương rồi thằng này. Không phải đồ kim cương, nó là avatar của nó chứ không phải đồ kim cương. What the fuck, avatar bựa vờn. Ui, cất hết rồi, không cần gì cả. Mình lấy thịt theo rồi, chứ khớ này không đói đâu. Mình mua người lấy thịt theo thôi. Đây, xuống đây đừng còn. Ôi, cái vàng đủ sai.
Ở đây hai cái là các bạn đào khối kim cương nào đó thì có thể ra đồ. Ôi kiếm kim cương ngon. Rồi đi bỏ hành. Bắt đầu cuộc bỏ hành. Đấy, nó chuẩn bị nhảy ấy. Nó nhảy vào đầu mình á. Cái này, này tao qua đây. Để tao vẫn... Ui, chết mình luôn. Mình điên rồi. Đi xuống đây. Xuống đây con trai. Ui. Đài luôn. Thôi chết vậy rồi. Giờ mình sẽ ra lại. Mình chơi rất ngu các bạn. Có gì các bạn vào các bạn chơi hay thì bạn đăng lên để có nhiều người chia sẻ, nhiều người theo dõi các bạn. Các bạn vào vòng ngoài, bạn giữ là sẽ chơi với lobby và các bạn sẽ kiếm thêm các game khác, mini game khác để chơi. Bây giờ mình sẽ chơi Skyward Team thôi, hay mình chơi trốn tìm đi. Giờ mình sẽ chơi trốn tìm 2 and 6. Đây xíu mình sẽ chơi survival game 2 and 6. Mình chơi này mình chưa có 2 trận à. Chơi này mình chơi ít lắm. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi mình nhiều. Mình cũng mới làm mà. Mình cũng mới làm YouTuber. Thì mà nào đó mình sẽ làm mình stream để cho các bạn là giao lưu cùng mình. Không biết có giao lưu được không. Mình vẫn nói vậy. Đây đây mình dễ này. Đó dễ, dễ quá. Dễ. Mặt dễ. Đây chỉ cần nhảy 1 cái thôi. Còn qua đây phải cần nhảy 2 cái. Ở đây cũng cần nhảy 1 cái. Qua đây mới cần nhảy 2 cái. Đây xem mình áo diệu nè. Ui. Ui. Sao không nhảy được. Rồi bây giờ chơi team à. Đầu tiên các bạn có team của bạn xong rồi chạy ra mid ra giữa ấy. Lúc nào mình sẽ làm cái server Edgewood nữa. Thôi mình chạy tôi sách. Ôi no fuck. Tôi sẽ đi đâu hết rồi. Chạy theo tủ sách đi. Ê, thằng nó ngu. Vậy lắm em à. Mình chạy thôi, giờ mình chỉ có đây mình chốt. Không biết nên chạy chỗ nào giờ. Ôi ôi. Đừng với em ơi. Ôi. Chạy đâu giờ. Chết. Đây là cái chỗ của nó mà nó. Ôi anh ơi. Đừng anh ơi. Sao lên đây giờ. Rồi chết. Đó. Chết mình sẽ đi tìm người khác. Được rồi. Mình nghĩ là khi này mình thấy thằng nào đó. Ôi. Đây à. Đúng rồi hay. Ôi dồi. Đây 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 yeah. Ôi.
tiết để cái thằng đây để tìm tiếp mình không tin nó đó luôn. Ôi vậy chị cho ai vậy đó, con nào con ai tôi vậy trời mình cũng nóng chứ. Đâu hết rồi ta. Nó chinh vậy à. Ô không vào được. Như vừa cơm tô hotel. Chào mừng bạn đã đến với hotel của chúng tôi. Hotel. Đâu có không ta. Lâu thật. Thôi mình chơi màn này thôi, mình sẽ làm clip sau, mình sẽ làm thêm clip khác cho các bạn. Các bạn thông cảm, mình cũng quên, mình chỉ làm được video dưới 15 phút thôi, tại vì hồi trước không chia được, hồi trước mình quên xác minh tài khoản của mình, nếu xác minh bạn mình làm bao lâu được, nhưng mình quên xác minh. Mình chỉ làm 15 phút. Ố đứng đây mà. Không phải à? Ồ. 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 Gì vậy? Sẽ có cục này đây. Cũng hơi bị vỡ nhân vòn. Sao đây không có xì nó chơi. Có được cái giường đấy hả? Cái gì vậy? Bơ cơ có ai chứ hồ nước không? Có lẽ là không. Chứ ở đây không không. Ôi. Rồi cơ giờ luôn. Họ là chính được chạy đâu vậy? Thì cái gì sôi mà kinh gì vậy? Rồi gờ gờ 13 giây nữa, hy vọng tìm được. Còn một đứa chỗ mà sao ghê vậy? Đấy, này, qua rồi. Rồi. Hợp với lắm, hợp với lắm. Rồi, chờ xíu. Mình là YouTube á. Like của cô chào các bạn nhé. Mong các bạn like và subscribe kênh của mình. Nhớ chia sẻ cái video này nữa nhé. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn.